chào mừng các bạn đã quay trở lại với cuồng phim review hôm nay mang tới cho các bạn một bong tấn hành động mới nhất 2023 mang tên biệt tích nam chính của chúng ta tên là khâu là một anh nông dân chính hiệu anh ấy bày bán các mặt hàng nông sản của mình trên phố hôm đó anh trông thấy xe đi đang cầm chậu hoa của mình lên ngắm nghía khâu cứ như thế bị vẻ ngoài trong trẻ của cô thu hút khoảnh khắc ấy anh mới biết ý nghĩa của cuộc đời mình vì thế sau khi xe đi mua sắm xong và rời đi khâu lấy hết dũng khí chạy lên chặn đường xe cô lại Are you serious? hai người đi dạo bên bờ sông tay cầm cốc cà phê và tán dóc về những lý tưởng nói mãi nói mãi vẫn không hết chuyện Xe đi cũng bắt đầu bị hấp dẫn bởi sự lịch lãm của khâu bầu không khí giữa hai người nhanh chóng nóng lên từ quen biết đến yêu đương chỉ trong thời gian một buổi tối là đã xác định rõ những ngày tháng tiếp theo cuộc sống khâu tràn ngập màu hồng, anh cũng kể cho bố mẹ mình biết về mối lương duyên tốt đẹp này, đồng thời cũng xác định luôn rằng cô gái này chính là nhân duyên trời định của mình. Nhưng vài ngày sau đó, của khâu lại rơi vào buồn tẻ và chán nản bởi vì anh ấy nhận ra người con gái cùng anh xác định mối quan hệ vài hôm trước lại biến mất không lý do. Anh cũng gửi cho cô rất nhiều tin nhắn nhưng nhận lại được chỉ là sự im lặng của đối phương. Anh lại chìm trong cảm giác chán nản, tự dằn vặt tìm cách làm sao mới có thể gặp lại Sadie. Đột nhiên anh nhớ ra cái gì đó bởi vì bản thân có tật hay vứt đồ đạc lung tung nên những món đồ thường dùng anh ấy đều gắn thêm thiết bị định vị ngày hôm đó gặp mặt anh ấy đã bỏ nhờ đồ của mình vào túi của xe đi không ngờ đến bây giờ nó lại có tác dụng nhưng khoảnh khắc anh mở máy ra xem định vị thì lại bị làm cho ngơ luôn Wonder mặc dù khâu chưa ra nước ngoài bao giờ nhưng dưới sự ủng hộ của bố mẹ anh quyết định lên đường đi tìm hạnh phúc không lâu sau đó khâu tự mình bay đến London rất nhanh anh đã tìm được vị trí của Sadie trên đỉnh vị ngay khi anh nghĩ mình sắp gặp được người thì đột nhiên có vài người đàn ông xuất hiện và tiến về phía anh lúc này anh có chút hoang ngay khi định rời đi thì lại có người xuất hiện phía trước mặt chặn đường anh sau đó hai người đàn ông lực điền phía sau lao tới giữ chặt lấy anh người còn lại cho anh hưởng ngay một liều thuốc an thần nữa khi khâu tỉnh lại thì anh đã thấy mình bị đưa tới một hang động tối tăm đầy côn trùng độc, mấy người đó còn đang nói chuyện về mật mã gì đấy, rồi gì mà người thu thuế. Khâu nghe đến ngơ cả người, anh chỉ là một người làm nông bình thường muốn tạo cho cô gái của mình một bất ngờ thôi, thế quái nào lại trở thành người thu thuế gì đấy rồi. Tên kia nhất quyết không tin cho rằng Khâu đang giảo biện, hắn trực tiếp gấp một con ong bóc cài to bằng nắm tay ra khỏi hộp. Nếu như mày không chịu nói, ta sẽ bảo nó điểm cho mày thêm một chút màu. Lúc này Khâu đã bị dọa cho mất mật rồi, ngay khi người đàn ông dí sát con ong bóc cài vào mặt Khâu thì ngay lập tức. Người cứu anh ấy không ai khác chính là Sadie, cô gái mà anh ngày nhớ đêm mong. Khâu không tin vào mắt mình, Sadie không giải thích gì thêm, liền chạy ra bên ngoài. Cô dùng thân thủ điều luyện cùng kỹ năng thiện xạo của mình giải quyết nốt mấy tên còn lại, khiến bọn chúng không kịp trở tay. Khâu ngạc nhiên hỏi rốt cuộc em là ai thế? Sadie lạnh lùng đáp, đặc công CIA. Lúc này Khâu mới nhận ra người con gái mà anh cho là mối nhân duyên trời định của mình ấy vậy mà lại là một đặc công. Sau khi giải quyết hết đám người bên trong, hai người cùng nhau chạy ra ngoài. Nhưng khi vừa đặt chân ra tới cửa hàng thì lại trông thấy vào chiếc xe bán tải với những tên cầm toàn vũ khí hạng nặng đang lao về phía họ. Hai người định bụng sẽ tẩu thoát bằng xe nhưng sau đó nhìn thấy một màn. Những người đó không ngừng đuổi theo phía sau liên tục bắn súng vào hai người. Vali của Khâu không thoát khỏi cảnh bị bắn nát, phía trước cũng hết đường chạy rồi. Xe đi thuận thế trượt xuống sườn đồi một cách mượt mà, còn Khâu thì vụng về lao xuống, Tè lăn lộn tạo nên một cảnh tượng hết sức ngượng ngùng. Đằng sau xe bán tải không ngừng đuổi giết, lấy kinh nghiệm từ lần trước lần này Khâu đã học theo phong cách của xe đi, thuần thục trượt xuống. Những tên truy đuổi vẫn không chịu buông tha, sát sao đuổi theo hai người. Hai người hết cách nhanh chóng nấp vào tảng đá bên đường. Nhân lúc Khâu đang yểm trợ xe đi lao tới chặn đường một chiếc xe đang chạy trên đường, sau đó đuổi hết hành khách và cả tài xế trên xe xuống. Sandy và Cole lên xe đạp ga và bắt đầu lùi xe lại. Rất nhanh bọn họ đã bị đám người đuổi kịp, còn đi thì không có dấu hiệu nào của việc dừng lại. Súng của đám tuy binh không ngừng bắn về phía xe của hai người, nhưng Sandy tuyệt nhiên không chút hoảng sợ. Lúc này cô nhanh chóng chấp lấy thời cơ, đánh lái một phát trực tiếp tiến một chiếc bán tải lao ra vách đá. Mắt thấy đám người này sắp bao vây xe của mình sẽ đi đánh lái thêm lần nữa tạo một cú drift cực ngầu. sau khi quay đầu xe sẽ đi nhắm vào chiếc xe bán tải trước mặt mà đâm vào làm cho khâu trong xe bị mất thăng bằng bay hẳn ra ngoài đợi khi xe ra khỏi hầm khâu cũng nhân cơ hội chuẩn bị trở lại xe nào ngờ tay vịn của cậu bị bung ra trực tiếp biểu diễn một màn treo người giữa không trung. Xe đi trong xe thấy tình huống không ổn điều khiển xe lợi dụng lực quan tính đưa khâu về trở lại trên xe khâu vừa trở lại anh thấy có kẻ đang chuẩn bị tấn công xe đi anh nhanh chóng chạy đến ôm lấy người đàn ông dứt khoát ném anh ta xuống sàn trong lúc hai người đánh nhau trên xe sẽ đi cũng nắm lấy cơ hội đạp ga hất tung chiếc xe bán tải cuối cùng. Chiếc xe máy bên cạnh cũng đuổi kịp rồi. Tiếp thay đây bọn chúng phải đối mặt với một đối thủ đáng gờm. Chúng tôi biết rằng đây sẽ là lần cố chấp cuối cùng của mình. Lúc này trên xe khâu cũng đang rằng co vật lộn trong đau khổ với tên lính kia, nhưng hắn đã nhanh hơn cầm được con dao khi khâu sơ hở dưới đâm anh thật mạnh. Khâu chỉ có thể liều mạng đỡ lấy đòn tấn công của hắn. Ngay lúc đó anh nhìn thấy chậu xương rồng bên cạnh, anh nhanh như cắt cầm lấy chậu xương rồng dứt khoát đâm mạnh vào mặt đối phương. Người đàn ông lúc này đau đớn đến bật dậy, sau đó khâu nhân cơ hội nhanh chóng đạp anh ta ra khỏi xe. Trong khi đó, tên bị xe đi hạ vẫn đang kiểm tra súng. Ngay khi hắn chuẩn bị ra tay thì xe đi đã đạp phanh khiến cho cả khâu cũng lao về phía trước. Xe đi vẫn tiếp tục đánh lái sang một hướng khác khiến cho tên đó không kịp trở tay, bay thẳng ra ngoài. Sau khi giải quyết xong đám người đuổi theo đó thì chiếc xe cũ kỹ cũng đã hết sử dụng được nữa, cuối cùng cũng chỉ đưa họ đi được tới đây thôi. Khâu bất lực ngồi một chỗ, nhìn cây xương rồng đã giúp anh thoát được một mạng. Ở một bên khác, tên trùm băng đảng cũng đang ôm một bụng tức, nhìn thấy miếng mồi dâng đến tận miệng rồi còn để tuột mất, hắn tức tối trao thưởng một triệu đô la cho ai bắt được Khâu phải là bắt sống. Không lâu sau Khâu và xe đi đến được chợ đêm biên giới Pakistan, vì muốn cắt đuôi khỏi Khâu đi tìm bạn trai cũ và lấy ra một sấp tiền đô, nhờ anh ta giúp cô đưa Khâu đi về còn cô sẽ tự mình ở lại giải quyết mọi chuyện, hoàn thành nhiệm vụ rồi chiếm lại hộp khóa, nói xong sát đi quay lưng rời đi. Bên này khi đối mặt với Khâu cùng chung cảnh ngộ, người bạn trai cũ đã rủ anh cũng đến quán bar, hai người định say xỉn ở đó một trận rồi thổ lộ tâm sự hết những chuyện không vui, nhưng ngày giây tiếp theo người nổ súng là một tên thợ săn tiền thưởng. Sau khi xác nhận chính xác mục tiêu và định bụng sẽ nhận được số tiền thưởng hậu hĩnh, thì bất ngờ có một người đàn ông từ trên trời rơi xuống giết chết người thợ săn tiền thưởng kia trong vòng một nốt nhạc. vậy mà anh ta cũng chỉ là một tên thợ săn tiền thưởng khác. sau đó sẽ đi và khâu hai người quyết định đặt cược vào một chiếc xe gần đó. thợ săn tiền thưởng cũng ngồi trong đó. nhưng giây tiếp theo, rồi lại thêm một tên thợ săn tiền thưởng khác. cũng như lúc nãy tên thợ săn tiền thưởng cũng cảm thấy bản thân là người may mắn nhất. nhưng ngay giây sau đó Người lái xe đâm anh ta lại chính là tên thợ săn tiền thưởng đầu tiên, nói xong hắn trực tiếp ngã lăn ra đất hôn mê. Sadie nhanh chóng chạy lên giật lấy khẩu súng từ tay hắn, sau đó thông qua người này, họ hỏi được những kẻ săn tiền thưởng từ đâu mà thực hiện giao dịch này. Sau đó đã hỏi được từ người này địa điểm giao dịch cho kẻ săn thưởng. Tiếp đó hai người họ lái xe để thoát khỏi nơi này. Trên đường đi bọn họ cái vã không ngừng lần này Cole đã buột miệng nói toàn bộ việc diễn ra tại hang núi hôm đó. Việc đó khiến cho Sadie sau khi nghe được vội vàng phanh gấp xe. Khâu cũng tức giận cái lại ngay tức thì, xô một chàng với Seth đi. Cô ấy không nhịn được và nổi cơn tam bành với Khâu, nhưng ngay sau đó Seth đột nhiên bình tĩnh trở lại. Đợi tới lúc Khâu tỉnh lại thì anh đã bị Seth giao nộp cho ông Trùm. Cô ấy đã mượn danh nghĩa của người săn thưởng để yêu cầu ông Trùm trao thưởng đợi ông trùm tới sedi đã nhìn thấy vali chứa mật mã nằm trong tay của vệ sĩ ông trùm cũng hứa rằng đợi từ lúc họ hạ cánh toàn bộ số tiền này sẽ nằm trong tay cô Khâu lâu sau tất cả đã yên vị trên máy bay sedi đã nói thầm với khâu khi cô cởi trò cho anh rằng kế hoạch của mình đã thành công bước tiếp theo chính là mang chiếc vali rời khỏi nơi này nhưng cả hai chưa bàn bạc xong ông trùm đã đưa điện thoại ra đó chính là ảnh chụp chung của khâu và sedi kế hoạch của bọn họ đã tan thành mây khói Thấy tình cảnh trước mắt nhận thấy kẻ bảo vệ vali vẫn chưa phản ứng kịp, xe đi đã tấn công hắn. Ah! Mặc dù thân thủ của Sadie rất tốt nhưng phải đối mặt với sự tấn công của một người đàn ông mạnh mẽ lại chuyên nghiệp cũng lực bất tòng tâm. Rất nhanh cô đã bị ấn lên trên bàn, con dao đâm tới bên hông. Khâu trông thấy hoàn cảnh eo le nhanh chóng nhặt chiếc khăn trên bàn lên và bịt mặt cây bảo vệ vali. Sau đó Sadie trong nháy mắt đã đứng dậy rất nhanh hai người bọn họ đã đánh gục tất cả thuộc hạ của ông trùm tại đây. Sau đó Khâu đã tìm thấy ở trong tủ một chiếc dù nhanh chóng đeo lên lưng và kéo Sadie đang bị thương tới cửa thoát hiểm. Cửa vừa mở, bọn họ đã ngay lập tức bay ra ngoài, hai người rơi xuống một hòn đảo hoa khấu rất ân cần chống dù lên thành một túp lều che nắng cho Sadie. Một lúc sau Sadie tỉnh lại nhưng khi anh vừa tiến đến lại gần thì đã bị đẩy ra thật mạnh. Khâu đau đớn ôm mặt, đi phát hiện ra cơ thể mình đã không còn bị thương nghiêm trọng nữa. Hoa ra Khâu đã lấy lá thuốc giúp cô cầm máu. đi vô cùng vui mừng khi nhìn thấy chiếc vali mật mã bên kia tới mức không biết dùng lời nào để diễn tả. Nhưng lúc này bọn họ chỉ có thể ngồi đây và đợi cứu hộ tới. Tuy nhiên ông Trùm đã gọi đội viện trợ đến đây trước. Bọn họ đã rơi vào phục kích của bọn chúng. Tiếng súng vang rộ nơi hàng cây xung quanh. May mà đội đột kích đã tới đúng lúc. Trong nháy mắt đã không chế được thuộc hạ của ông Trùm. Nhưng trong lúc hỗn loạn thì chiếc vali mật mã đã bị thuộc hạ của ông Trùm mang đi. Sadie chưa hoàn thành được nhiệm vụ đã bị gửi tới tổng bộ cục tình báo cùng với Cole. Các sếp cho rằng Sadie không còn năng lực để tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ được nữa nên đã tạm đình chỉ công tác cô, khuyên cô ấy về nhà và chờ đợi điều tra. Còn bên này bọn họ đã phát hiện ra một chiếc cây trong nhà của nạn nhân viên thuế vụ đã chết. Khâu xuất thân từ ngành nghiên cứu nông nghiệp chính quy, thông qua những phán đoán của anh kết hợp cùng với các tư liệu coi sẵn của cục tình báo, Khâu cho rằng danh sách các mạng ADN mà họ nhắc tới rất có khả năng là lấy từ loại cây này. Cùng lúc đó, xe đi cũng đóng góp một ý kiến rất mang tính xây dựng. Họ có thể dùng mật mã để nhân viên thuế vụ đã chuẩn bị để bán ra nhằm dẫn dụ ông Trùm. Mật mã chia làm 4 đoạn, chúng ta có thể đưa cho hắn một đoạn. Trong trường hợp ông Trùm thành công dùng đoạn mật mã đầu tiên để mở khóa, thì chắc chắn hắn sẽ có hứng thú với những đoạn mật mã sau đó. Lúc ấy chúng ta sẽ có cơ hội để lấy chiếc vali chứa mật mã. Không nằm ngoài dự kiến, Khâu lần nữa trở thành ứng cử viên hoàn hảo cho nhân viên thuế vụ, bởi anh từng chạm trán ông Trùm. Nếu như kế hoạch không thành, ông Trùm sẽ không bỏ qua cho người nhà của Khâu. Sadie cũng biết được tính nguy hiểm của kế hoạch này, ra sức ngăn cản Khâu. Nhưng giờ đây cô đã bị tạm đình chỉ công tác, không hề có một chút quyền uy nào. Khâu cũng vì gia đình mình mà đồng ý với vai trò là nhân viên thuế vụ. Không lâu sau, ông Trùm đã nhận được đoạn mật mã đầu tiên, quả nhiên vô cùng dễ dàng mở được thanh khóa thứ nhất. Mặc dù hắn ta biết đây là cái bẫy nhưng hắn bây giờ không còn lựa chọn nào khác. Một thời gian sau, Khâu đến điểm giao dịch một mình, con đặc công đợi ở bên ngoài cũng nhận thấy được chiếc vali mật mã được chuẩn bị cho giao dịch đó. Tuy nhiên, chính lúc bọn họ chuẩn bị hành động, Khâu nghe được tiếng súng liên hồi trong tai nghe nên đã hỏi xảy ra chuyện gì. Nhân viên đặc công cũng dốc tất cả sức lực còn sót lại để báo anh hãy nhanh chóng chạy trốn. Khâu vừa chuẩn bị rời đi thì lại nhớ tới người thân của mình nên anh quyết định ở lại. Không lâu sau Ông chùm đã kéo theo khách hàng và một đám vệ sĩ tới đây. Vừa ngồi xuống, ông trùm đã nóng lòng muốn khâu ra mật mã ra. Lúc này anh vô cùng căng thẳng nhìn xung quanh. Để giảm bớt căng thẳng, khâu đã nói chuyện không ngừng. Nhưng chính lúc khâu không biết bước tiếp theo nên làm thế nào, thì Sadie đi xinh đẹp thanh lịch và thướt tha với chiếc váy dài đã lọt vào tầm mắt của anh, khiến khâu nhìn mãi không thôi. Xe đi ngồi kế bên khâu đã tới nước này mà hai người họ vẫn không quên cà khịa đối phương. Xe đi bỏ qua ông chùm mà trực tiếp đề ra điều kiện với khách hàng rằng sau khi vali được mở ra phải chuyển cho cô 10 triệu đô, chỉ cần mở được vali ra thì đối với vị khách chút tiền này không là gì. Xe không phí lời nữa mà cắm thiết bị thẻ nhớ vào vali. Cứ như vậy trước sự chứng kiến của mọi người, ba đoạn mật mã cuối cùng lần lượt được mở ra. Đợi tới lúc vali được mở ra, quả nhiên bên trong vali chính là vũ khí sinh học mà khách hàng cần. Vị khách cũng rất giữ lời, đã chuyển ngay cho xe đi 10 triệu đô. Nhưng điều này không hề mang lại lợi ích cho ông Trùm. Rõ ràng ông Trùm không hề muốn kết thúc như thế này và dọa nạt xe Nhưng xe đã chuẩn bị kỹ càng, cô dùng 10 triệu đô để treo thưởng cho việc lấy được mạng của ông Trùm. Ông Trùm vẫn chưa phản đứng kịp thì người đàn ông sau lưng đã ép sát khẩu súng vào đầu hắn ta, trong chớp mắt các thuộc hạ đi cùng hắn đều lôi súng ra, lúc hai bên đang đối đầu nhau sẽ đi với tay về phía vũ khí hóa học, lập tức trận chiến khốc liệt đã xảy ra, tiếng súng rền vang khắp tầng lầu. Sự phối hợp giữa hai người rất ăn ý nhưng vào lúc chuẩn bị rời khỏi đây thì thuộc hạ của ông Trùm đã đạp ngã xét đi. Nhưng Khâu cũng bắt lấy cơ hội bổ nhào về phía hắn. Hai người lăn xuống phía cầu thang. Người đàn ông nhặt lấy súng tấn công Khâu. Hắn bắn chật vào hệ thống bánh răng động lực của nhà hàng khiến cả nhà hàng xảy ra rung chấn còn khâu lúc này đã bị đối phương ấn về phía bánh răng khi sắp bị cuốn vào khâu đã lật ngược thế cờ hất tên thuộc hạ về phía bánh răng bên này đi cũng đang chiến đấu với ông trùm nhưng với lực ly tâm quá mạnh hai người đều bị kéo văng vào cửa kính xung quanh ông trùm chấp lấy cơ hội áp đi xuống còn dùng tay dí mạnh vào vết thương của đi thời khắc này khâu đã lên được bên trên trông thấy cảnh tượng trước mắt anh vô cùng tức giận khâu nhảy lên phía trên đánh ông trùm sang một bên nhưng lớp thủy tinh bên dưới đã bắt đầu có dấu hiệu nứt vỡ đi nhận thức được tình hình lập tức nắm lấy tay khâu ném qua một bên, còn ông trùm cũng nhân cơ hội cầm lấy vũ khí sinh học, Sadie dùng hết sức với lấy cây súng ở bên cạnh bắn hai viên về phía ông trùm, nhưng ông trùm lại tránh được. Chính vào lúc này Sadie nhìn thấy những thiết bị trang trí đang lung lay sắp đổ. Cô đã bắn tất cả những viên đạn còn sót lại về phía đó, trong chốc lát các vật trang trí đã đổ sập, Sadie thành công lấy được vũ khí sinh học. Bộ phim đến đây là kết thúc. Các bạn thấy bộ phim này có hay không? Nếu thấy hay thì bình luận số 1, thấy cũng bình thường thôi thì bình luận số 2. Cảm ơn các bạn đã xem hết video của bọn mình. Xin chào và hẹn gặp lại.